សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ផ្អាប់ស្មៅណាផ្អាប់ស្មៅគឺយើងអាចដាំស្មៅប្រភេទណាដែលមានដើមដុះក្នុងពេលដូចគ្នាប៉ុន្តែវាដុះដើមធំជាងវាបានបរិមាណនៃស្មៅច្រើនជាងអញ្ចឹងយើងអាចផ្អាប់បានណាយើងអាចផ្អាប់ហើយការដែលផ្អាប់ស្មៅហ្នឹងគឺយើងអាចលាយទៅនឹងប្រូតេអ៊ីនដែលខ្វះខាតទៅក្នុងស្មៅរបស់យើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដាំនាពី rồi có bông bông đam khinh gra rồi có bông bông đam smile của pet smile protein của đôi chia smile is a lấy nắng ta dương ai đam lo được khnhi đại tê hay có viên men protein được khnhi đại tê cứ mình khó khnhi bông bông còn là tha smile của pet is a cứ dương ai cần viên pleem ở viên si pleem viên men protein của pu chieng khinh gra còn nãy bữa xin dương trong ban tin là po chởn chỗ bê ban chởn hay dương áp đầm bì dương ao cua dương si từ ngày thằng mục tiết thì dương ai đặt hình cá rồi còn nếp bia được bông phổ ban miền bắc xa nó có trầm trời đây bông phổ nhé chân ao thì dương đâm đó dương vô áp dương li score là muối dương ai thêm thôi nơi protein nơi không bàn tiệt bà nhưng mình tập ban đăng tê bye bye.